Nói cái gì ghê vậy? Vậy nè. Ê mà chiếu đèn nó nghe thùy. Tao chuyện nhau đi. Đèn cái gì? Thèm là chiếu cất. Cái đèn đâu mà chiếu. À cái này bị ngon. À thấy. Bật lấy. Qua con gì á. Bật lên, bật lên, bật lên. Chiếu nó, chiếu nó. Lùi, lùi, lùi. Lùi đấy con điên. Lùi theo nhỏ thôi, đi nè. Dạ đâu Minh? Chiếu đèn vô cái quần đó hả? Mày đang còn không? Mày bật cái đèn làm gì chưa? Nè, chiếu đèn đây. Chiếu đèn đi nấu mày chạy chạy cho bùi. Đúng rồi mày cứ chiếu đèn đi. Còn mẹ nó hát đèn bi ngờ. Mày có đèn mày không chiếu. Chiếu thế tụi đã nó hồi lễ. Em bây giờ tao còn có ba mắt thằng tao nữa. Đặt đi, không nghĩ đang chiếu đâu. Mày chiếu chưa? Đậu đi. Ok. Thằng cung. Con này cái bi tự nó không nấu á. Chứ không chăm đéo là cứu. Tao tao bật rồi. Còn mẹ nó chứ. Ủa sao nó hù tao vậy mày? Chính là thì mày. À còn mẫu cuốn sổ nè. Cuốn sổ sống được. À, bà nhà nó còn có mười mấy sao hả? Mày biết cái thổi. Chạy đâu mày? Chạy. Chạy. Sao biết được hay? Đi đi. Còn rất là cảm ơn. Nó không có con á. Mẹ biết mắt rồi. Chạy nhanh lên đi, chạy đi lào đi. Lão chú nào? Ông mặc cái đèn pin đầu tiên chưa? Ừ. Ủa là mình đang nào đi? Lão đi. Ta đó. Ta làm. Đi lên đi lên đi. Nói kìa, nói kìa. Đù má hai mấy máng quá chết luôn rồi. Ủa làm sao để con nó còn mấy phần trăm rồi sau này? Mẹ ở dưới nó có mấy cái thành đó. Mấy chuyện là thế. Ủa em có nói gì nữa sao nó không chát không? Mẹ mày làm như Free Fire chứ. Mình chốt. Ê tao nói mày nó nha. Nó tục lắm. Hồi nãy tao nói chơi game điện, tao nói chửi tôi thì chịu lên tao mát chuột. Mẹ kêu con chuột ra đi, tao cho nó uống thuốc chuột luôn. Vô chào đi Bình. Để lấy, coi chừng nó xuất hiện á. Bye bye. Chém mày, chém mày, chém mày. Tao nói rồi. Mày vô chơi đi mày win. Nó không hẹt đi em. Mày chơi sợ mày. Chơi vui chứ đâu, chơi cho ở trên. Có mẹ chơi, nếu chơi mình nhưng là nhưng mình được xem. Thấy mày nó bị bóc sọ vào quà nhưng mà nó không được. Để cứ đi em. Đúng, nó thứ gà. Mẹ là con gửi là ở bằng dưới nó có gì đâu. Mẹ ó là chạy. Mày tắt đèn đi, tao xem cho, đừng có theo dõi. Tắt đèn đi, tắt đèn đi. Đù nó kìa cu. Mày nghe một cái tiếng gì thôi là mày bật đèn đi. Một cái tiếng nhỏ thôi bật đèn. Đâu, đâu, đâu. Bật đèn, tao bật nữa. Ngu, tự bật mày. Mày bật nghe bật mấy chết, đứa con mấy ngu. Mày bật đi bật, mày ôm nó làm gì. Thay vì bật đèn thì nó lại đi ôm mình và nó nói. Ôm mình đau cầm nó rồi. Nó cũng bật đèn. Phản ứng của người bình thường hiểu không? Ừ, bình thường. Phản ứng của một con chó. Phản ứng của một con cỏ. Ê cỏ, đâm hoại với chân mày à. Thôi giảm mình đồng loại kén. Đừng giảm lấy cổ và hoa nhé. Em thủy cho phấu mày cái thẩu. Nhảy. Tao đặt mày đó. Đây này để tao chửi cho. Để tao chửi cho. Thôi anh em mới thôi. Để tao gánh. Đừng bật đèn thì không? Thôi tao đi chứ. Thái này bật đèn.
lão với đặc binh quá. Bài cuối. Nhậu xong có ê. Nó bị em đánh. Nó kìa. Mất mất, tao chiếu cho mày rồi. Thằng này. Mày giáo rồi. Đúng rồi, mày ngu. Thâu. Quay, bữa lần ai? Đừng đứng đứng đứng, đừng có lại gần mày. Úp sọt à? Nó ôm ngâm mày. Đủ mấy vô vô góc tường. Quay 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 quay. Biến mất không? Một đứa bạc thôi, một đứa bạc thôi. Úp, nó biến mày con. Tao còn 70% mà. Chết đi rồi. Này tụi bay cha của em đôi bạc tiếng nha. Để tiếng ta. Ủa cha tao đi nghe mày. Thích. Có cốt truyện không? Không. Tao tao. Quay lập ra lập ra. Mình định làm gì? Mấy nó hùng cút á. Ok mày bật đèn này. Ui. Nó hùng cút. Mở nét đi. Ok sao một cái nữa. Thôi. Đi nhưng mà ăn một củ cút. Thì đúng rồi. Đừng đung 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 đung. Bà đang giơ tay ra ơ một tao không ơ thì mà cứ nhìn vô gước. Mấy dưa ra nó hù mày. Nhưng thầy miếng thế mày. Ừ. Sao một cái nữa. Ờ còn tóm cận. Ờ còn. Tao đây nè. Tao sao luôn mày. Quay á. Tao biến mắt rồi. Đâu. Tao không có bị mát làm sao hả. Tát đi. Tát đi, tát đi, tát đi. Đi đi. Mày đá. Tao đây nè. Ừ. Con mẹ đu vừa. Đâu đi tát nè. Út vào từ không út không? Mẹ. Đi. Đi lùi đi ngu. Tao đây. Tao còn 10% đâu không sao đâu. Kiểu này em đào thề không thấy. Thấy rồi. Có à. Hay quá hay không. Cái này hư rồi. Không, cái nước trong rau vô dụng rồi. Em ăn. Đây là chữa tàu. Mình làm cho nó dây tụi bay đi. Sáng kia tụi bay đi loa, rồi tụi bay tụi chạy. Chạy rồi. Sao một cái nữa. Ê, tao chiếu rồi, để cút. Khi tao tát rồi. Cút, từ bay đâu rồi. Tao chạy trước rồi. Mày, tao cũng mệt. Mày đi ngựa, tao cần phải dẫn đi chiến thắng. Cứu thả điện của mày. Má lại hư nữa. Nó biến mất rồi đúng không? Mày hứa rồi. Mày bị đánh cái dơ cái đúng mày thở qua mà. Chuẩn bị mà nói mà tao thấy đừng. Ê tao còn mát phần trăm nè. Cút. Sao có bài vậy? Ba mà. Lấy cái mặt lỡ. Mặt lỡ. Mặt lỡ rồi mày đứng im luôn. Mặt lỡ mày đứng im. Hát biên. Đó là tao hack pin rồi mà. Cút rừng cút đi xe điện rồi thì mày bật rồi mày đứng im thôi. Mày có não không? Mày có não. Mày tao đứng yên đó nó cũng tái lụm cái mùa liền truyền sẹt. Con mẹ nó chứ. Mới chết rồi. Sao không nè, có tao chết được pin mày không chết. Mày không có mang con mà cũng mất điện nữa thôi. Cái này nó năng cao cũng đồng đậu hơn á. Mày nhìn cái mặt coi chưa. Ok, đồng đậu không nên chửi nhau. Cút, cút. Roblox có cái chất nàng đắp đắp của mày. Không. Roblox, tùy game nhé. Mày nhìn tao đắp này thì. Có quần, tao đắp ra sao bị đắp tao được hả? Nó đang bổ tay mà. Mày giỡn. Đắp tay. Thôi cút. Thôi cút lắm. Đừng. Anh em chia ra thì giản thị nó đi. Nói kìa, nói kìa. Quay đi ao đây, nó đây. Mày ngon rồi, mày định lụm tao rồi, lụm hết rồi. Em định hả? Nó định hung tao hả Thảo? Biết cho tao khỏi chiếu mẹ cho rồi. Ê, anh em cứ tao. Ok, xong một kết rồi. Đi lên nào. Bọn mày cứ chiếu đi, để tao làm sửa điện nha. Em rồi, thấy biết rồi. Ê, đây, đây, đây. Đây, rồi, tao chiếu rồi. Đừng chiếu nữa, tao có. Ok, tát. Ê, Thùy, mày còn Thùy. Ê, chứ tiếng nó khóc, tiếng nó khóc rồi đúng không? Cái mắt khóc. Mày còn Thùy. Nghe tẩu quá ta. Để ôm. Cái gì con, có quần gì? Cái đạn pin á, mày tám mày chiếu đi, tao sắp hết rồi. Mày còn bao nhiêu cỏ? 17. Ok rồi, để tao vô. Sao một cái nữa. Mày thằng này không mắc luôn rồi. Thấy chẳng mắc đâu cái này. Chưa, anh vẫn đứng cái này. Thôi để vô giết mình Thùy. Ê, nó đi rồi. Đi rồi mưa. Đi rồi Thùy. Rồi tránh Thùy. Ôi mẹ, sao nãy tao mặc đạn pin nó là không dính.
con chó này. Mặt chân bẩn nha. Cứ cậy. Ê sao nhắn đàn pin. Nó tôi nhắn hơi lần không được kìa. Thôi đừng chơi anh em. Đừng chơi nữa. Ừ đừng chơi đó. Chơi The Mimic đi. The Mimic rồi. Tao vừa trao luôn á, gớm lắm á Thùy. Tao gánh 65%. Biết đâu không, thằng Minh nó gánh còn cút ngồi chửi to. Đang đừng chơi. Yeah, chơi đi. Tao xin mày luôn. Thôi thì mày vô mày phá game mày làm cái gì?